Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi của bác Trí Thịnh Diệu Ngân, và chúng con kính mời máy Quang Minh chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão sư Trí Diệu Ân, làm ơn cho con xin hỏi một câu. Một người bệnh nói: tôi rất muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, nhưng lại không muốn mời ban hộ niệm đến giúp mình. Thì người bệnh này có phải thật sự là muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc không ạ? Kính xin lão cư sĩ giảng giải cho chúng con được rõ. Chúng con xin truyền lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thực sự muốn vãng sanh hay không Diệu Âm không có biết, nhưng mà cái người này hình như bất cẩn, khá bất cẩn, hay nói rõ là vô cùng bất cẩn. Ấn Tổ dạy phàm phu nghiệp nặng trí mê, đến những giờ phút cuối đời, tức là lâm chung đó, chịu nhiều ách nạn vô cùng, tâm bị vùi vào trong những cảnh ác mộng liên tục, từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, làm cho tâm điên điên đảo đảo đi. Lúc đó không còn biết đường nào để mình theo, đường nào để mình làm, đường nào để mà đành nữa. Cho nên rất cần những người hộ niệm ở sát bên cạnh, nhắc nhở, hướng dẫn, gỡ rối cho mình từng điểm từng điểm. Thì đây là những người cẩn thận, hay nói theo cách của Ngài là những người chí thành chí kính. Và Ngài luôn luôn dạy rằng nếu một người niệm Phật tu hành công phu giỏi tới đâu, vẫn luôn luôn tự cho mình là phàm phu nghiệp nặng, vẫn còn sơ xuất, sợ rằng suốt cuộc đời mình tu hành tinh tấn có nhiều sự sơ xuất mà mình hoàn toàn không hay, vì tâm mê làm sai mà tưởng là đúng. Chính những cái sai này nó trở thành là những cái chứng tử rất rõ ràng. Khi mình yếu xuống, thể lực thì kiệt, tâm ý thì mệt, tư đài phân ly đau đớn, mình không còn biết đường nào để đi vãng sanh. Chính vì thế khuyên những người này, nếu thực sự muốn vãng sanh an toàn, rất cần, rất cần, rất cần những người còn tỉnh táo bên cạnh mình, nhắc nhở, dẫn dắt, chỉ điểm cho mình những điều sai để mình gỡ ra. Có như vậy mình thoát được cái ách nạn của nghiệp chướng, mà theo con đường đới nghiệp được, chứ không phải dễ dàng tự mình làm được đâu nhé chứ vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ.